Lính Hoàng gia anh xin chào tất cả anh chị em đam mê đồ lính. Hôm nay em chơi một bộ trang phục của lính Hoàng gia nước Anh. Thì hồi hiệp 1 tối hôm nay em lên cho anh chị em một ít đồ nữa nha nhé. Thông thường thì mấy cái kíp này mà khui thì nó gần giống giống nhau. Nó chỉ hên xui là mỗi kíp có mỗi con khác độc khác nhau thôi. Hôm nay cầu mong màu đỏ nó đem may mắn đến cho em nhé. Còn anh em nào mà mua hàng bên em mà chưa chưa mua lần nào thì em xin cọc 50.000 nha anh em. Đấy là phương thức bán hàng của bên em. Còn em vẫn cho xem hàng. Cho xem hàng còn cọc tiền không có nghĩa là em sẽ bao ship cho anh em đâu nhé. Em cho xem hàng mua đồ thì cọc 50.000 trừ vào tiền đồ nhưng anh em vẫn phải chịu ship. Còn ngoại trừ anh em chuyển khoản 100% thì em bao ship. Cái đấy là cọc tắc lép thôi anh em ạ. Chính anh em cũng là người lựa chọn shop để mua thì em cũng phải, vì em đâu biết anh em là ai, cho nên mới giao lưu với nhau em cũng xin cái chữ tắc lép để ràng buộc với nhau. Nếu em bán hàng không ok thì anh em cũng đừng có lựa chọn em, phải không ạ? Và anh em mà mua hàng không ổn thì em cũng sẽ không lựa chọn anh em. Đấy là chuyện lựa chọn và quyền quyết định của nhau, phải không anh ấy? Làm con người mà ai cũng có quyền lựa chọn hết. Rồi, bây giờ em lên cho anh em một lô này này. Nói chung là cái lô này thì chỉ trong vòng trong Tết này em khui sẽ hết. Còn ra Tết thì em không biết. Nhưng mà em nghĩ là những cái lô này em khui ra em bán là phục vụ anh em trong thời điểm Tết là ok nhất. Đây là một con satin xưa núc dẹp nha anh em. Thật sự lâu lắm rồi phải không anh em? Không bao giờ em có những con satin như vậy đâu. Chỉ hên xui có một vài con cực hiếm với lại màu xanh. Nhưng mà đặc biệt trong cái xui cũng có cái may là em được ôm cái lô này để bán phục vụ Tết cho anh em. Đấy, cái tem của cái quần satin hàng cấp phát nha anh em, không phải hàng tào lao đâu. Rồi con này là đời 7, đời 6X này. Anh em nhìn thấy cái tem còn mới kén nha, đời 6X mã 4 số 8746. Size của nó 34x29. Đẹp nha. Quần còn đẹp, cái này chưa có cài cúc lại đâu ạ. Rồi bụng của nó là 84. Bụng 84 nha anh em. Anh em để ý dùm em vòng bụng nha. Có những khi em đo vẫn bị sai, có nghĩa là đọc mã vẫn bị sai chứ. Dài 100 chẳng hạn, như em ghi cái số tiền ở đây này. Đâu rồi? Con này chưa có lên giá luôn. Con này để đấy chút em lên. À, chẳng hạn như em đọc cái số tiền đây là nó là 52 thì em lại đọc 25. Đấy là chuyển ngược bình thường thôi. Rồi đây là cái quần này nha anh em, quần 64 hộp. Cái bụng của nó là, cái bụng 86, bụng 86, căng hết cỡ mới được 88 nha. Dài quần 100. Bụng 86 căng hết cỡ là 100. Quần này của hãng Bubber, 64 hộp chất vải caro mới keo nha anh em. Cái quần này khui một kíp chỉ được vài ba cái thôi. Mà hàng tuyển thì thông thường mới có hàng này, còn hàng bình thường khui không có nha. Anh em mình tận dụng cơ hội chốt cho thực sự. Chỉ có chờ hàng kíp về, hàng tuyển về mới có một vài cái. Con này xinh lè, chất vải kaki, có đai hồng. 6 túi hộp có bà mông, 97% nữa mới. Ai chốt con này 1,5 triệu, mã 27 ạ. Đẹp ngất luôn. Con cúc này đi chỗ khác chơi không? Ôi giời ơi. Cái con này, cả nhà giò này. Nó cứ đi theo, nó dầm vào dưới chân. Đi chỗ khác chơi. Rồi em lên một con quần vàng cát, chất vải kaki nha anh em. Con này là chưa có sử dụng luôn á. Đây, tem của nó nha anh em. Cái dòng này là dòng thời đi săn. Này, Mark in USA này, hàng này chưa có sử dụng.
mới 98% luôn ha, chưa có sử dụng này. Mã vạch, đây còn gọi là mã xuất kho. Con này là túi dâu xanh, túi dâu xanh ha. Đó, túi dâu xanh. Anh em nhìn thấy cái quần mà quần kaki thêm vàng chưa? Kaki thêm vàng là con này này. Đấy, nó là dòng kaki thêm vàng này ha. Hai túi, bốn túi. Con này vậy, hàng độc nhất vô nhì nha. Rồi cái bụng của nó là 80. Bụng 80. Dài quần 112, bụng 80 dài quần 112. Mới 98%. Đẹp tuyệt vời ông mặt trời luôn. Không có cái gì để mà gọi là chê cái đồ dơ của nó hay gì hết. 990.000 mã 23. 990.000 mã 23. Tiếp một con kaki thêm vàng. Tiếp một con này multicam ạ. Con này là con multicam. Dây kéo nhựa, chất vải caro. Con này thì là con Made in USA này. Anh em nhìn đến sau có cái cờ Mỹ à. Made in USA nha. Cái cẳng chân mẹ ha. Made in California 52 cô tông. Con này còn mới kẹn mới keng nha nhé. Made in USA này. Size 40, size 30. Con này mới kẹn luôn. Nhưng mà cũng như mà cái bụng của nó là 106. 106 ạ. Dài quần là 110. 106, 110. Chất vải caro. Con này không có bờ mông nha em. Mới keng mới kẹn luôn này. Con này là 4 túi. Cái dòng này là của thằng bánh tỉa nha nhé. Cái dòng này là dòng thằng bánh tỉa nha. Anh em nhìn cái form của nó khác mấy cái túi bình thường rồi. Mấy cái quần bình thường nó không giống vậy đâu. Rồi, mới 98%. Anh em nhìn kỹ giùm em cái túi này. Ở đây là nó có hai cái túi ha. Nhiều khi anh em ở trong nhìn không có rõ. Đây là có hai cái túi. Đây có một cái túi nhỏ nữa này. Là ba cái. Ở ngay góc này này. Ngay góc này có một cái dây kéo nữa. Đó, sọt tay vào. Đây một cái túi nha. Bên này một túi. Nó cũng giống mình nhìn không có nhận ra được cái túi nó nằm ở đâu luôn á. Đây. Và ở sông mông có hai túi nha anh em. Nó hoa hoa giống nhau. 98%. Rồi ai chốt con này chốt giùm em này. 990.000 mã 22. 990.000 mã 22. Rồi tiếp một con này 6 thứ hộp luôn ạ. Một con 6 thứ hộp. Chất vải kaki màu xanh u liu nha anh em. Con này xài bằng nút. Có bỏ mông này. Bụng của nó là 94. Bụng của nó là 94 nha anh em. Anh em mà 92, 90 là rút cái này lại này. Rút một bên 2 phân. Một bên 2 phân là được 4 phân thôi nha anh em. Chứ đừng có rút nhiều. Rút nhiều quá là nó dúng lại xấu. Dài quần 110. Con cúc đi chỗ khác không đạp một phát bẹp lép gì hết. Ở trên này nó bị dính một chút gì trắng trắng này anh em. Cái vệt này thì về giặt ra nhé. Nhưng mà quần này mới kẹn kèn kèn luôn ấy. Đây. Con này ở đây nó cũng dính một chút dơ nữa. Nói chung là vết này rất là dễ ra. Dây chà còn nha anh em. Để em coi trong này. Con này tem trên tem dưới đầy đủ luôn ha. Con này là của cái hãng Mytec. Hãng Mytec nha anh em. Đây. Con này là của hãng Mytec ha. Rồi, xong. Nó là chỉ là một cái hãng này chuyên sản xuất cho Mỹ thôi. Mytec size L. Đẹp và mới.
Ở đây vết dơ anh em lưu ý giùm em nha, mới 98% nhưng mà có hai cái vết dơ này. Đó, vết dơ này thì giặt ra chứ không ăn nhầm gì luôn. Sao mà con này nó bị dính dơ nhiều thật á. Ở đây này, dơ này em khẩy nó ra này. Có nghĩa là dơ này là bao, bao giặt ra nha, này em khẩy nó rớt xuống này. Bao giặt ra. Rồi, 98%. Con này là chưa có sử dụng luôn á, nhưng mà nó tại sao nó dính dơ em chả hiểu nữa. Rồi, con này em bán 1,5 triệu mã 25. Xanh đẹp. Xanh đẹp nha em. Mua một con vậy là bận Tết đúng đỉnh luôn anh em ạ. Tuyệt vời ông mặt trời. Rồi em lên một con Philot. Một con Philot của thằng G8 nha anh em. Philot của thằng G8 nha, cực dày và ấm. Dày và ấm luôn này. Trên này nó ghi là, để em chút đo cái bụng cái đã. Cái bụng của nó là 90. Philot thường mà tìm một con 90 khó lắm nha. Toàn là nó to không này. Rồi dài quần là 112 ạ. Ở sau lưng của nó thì có cái đai này, này. Đai này là có tác dụng, anh em mà rộng lưng anh em rút lại giùm em phát. Đó, đôn lại nha. Còn anh em mà ấy là xả ra. Đó, dây kéo là dây kéo đồng đen xi này anh em. Đó, nguyên một miếng da này. Nguyên một miếng da nó ép lại thành một cái tay cầm. Đó, hơi bị vip nha. Ở trong dây kéo này của nó là khắc có chữ chữ USA này. Anh em nhìn thấy được không ạ? Nó đều có chữ hết, dây kéo của Mỹ nó đều có chữ hết. USA đàng hoàng nha. Ừ. Rồi, em sẽ coi cái tem cho anh em sau lưng này. Con này là 3-4 lớp y hệt như một cái nệm mà anh em mang trên người luôn á. Bẩn con này thì khỏi rét khỏi lạnh á. Ở trong một lớp ngoài lớp trong. Và ở giữa có một cái nệm nữa. Cái nệm nó dày quá, kêu bằng cái nệm US Alpha. Nó ghi US Alpha còn size 32. Size 32 nha anh em. Đấy, tem của nó là chỉ có vậy thôi. Còn tiếng Anh thì không có đọc được. Nút của nó là nút dẹp, nó là dòng của thằng US Anifog nha anh em. Rồi ở bên hông cũng có một cái dây kéo đồng như vậy luôn. Cũng bằng da, anh em thấy cái dây kéo này là biết nó vip cỡ nào đó ha. Đây cái bả gối của nó này. Bo quần ngon lành anh em. Bo quần ngon lành nha. Áo quần này. Có mấy cái đường này thì em cũng không biết. Đây là, đây này. Hình như nó, cái này mấy cái lỗi bo hay là gì nó may như vậy á. Biết đường riêng của nó hay là như vậy không biết nữa. Nhưng mà không phải bung nha nhé. Đấy là em báo cáo những cái gì còn lại trên thân nó thôi. Bên này đều và đẹp hết nha. Ống quần bên này cũng vậy. Ống quần bên này bo. Đợt trước em bán mấy con anh em nhìn thấy không? Bo này lủng rách hết. Mà con này thì không có lủng, không có rách. Còn ở dưới ống quần của nó cũng có một cái dây kéo. Dây kéo xẹt của View đàng hoàng ấy nhé. Dây kéo của áo M65 ấy. Đấy, khi kéo lên là nó như thế này này. Ở trong này cho anh em dòm ở bên trong. Nó nặng quá. Ở bên trong khi mình chẻ cái ống quần ra này. Đó, thấy chưa? Một lớp bóng xí lốt của mấy cái con mà mấy cái lót áo như áo M51, áo MA1 gì đó. Quần này thì đều màu và đẹp. Trên 95-96%. Trên 95-96%. Có một con bữa nay, có một con này duy nhất phải biết. Khui được có một con à. Em bán con này 3,9 triệu mã 34. Chơi con này là mẹ con bây sao cho tao là ổn rồi. Ấm, ấm không thích mùa đông rồi. Rồi, đang còn một con nữa này. Con thứ hai, con này. Con này là đỉnh đồi, cha của đỉnh đồi luôn. Con này cũng G8, Philot G8, anh em nhìn dây kéo của nó này. Từ dưới, từ trên xuống dưới luôn không. Con này thì chả bá lửa luôn. Đây cái tem của nó nha. Con này to nhá. Đây thì nguyên một cái đai bằng da của nó, nhưng mà đứt.
Đây nè, đứt rồi. Con bỏ hay để vậy đi. Cái bụng của nó là 112. Bụng 112 nha. Con này thì chất hơn con kia luôn ấy. Nhưng mà nó lại to. Dài quần 118. Hơi bị to và dài nha. Đây, cái đai của nó là nó móc như vậy anh em này. Cái dây, mấy cái nút của nó còn để lại cái móc ấy. Mấy cái nút của này là nó để lại. Khi nó bẩn cái quần này không phải bẩn trên người vậy đâu. Mà còn cả cái dây chéo mang trên lưng ngoắc qua cái nút này để kéo lên. Bây giờ em cho anh em xem cái tem này. Tem này tem vàng đàng hoàng nha. Pilot của thằng G8 này. Size 40. Size 40. B. Nó ghi tiếng Anh này em không đọc được cái gì hết. Nó chỉ size 48 thôi. Còn mấy cái nút này là dây kéo của cái thằng mà M51 đó anh em. Mấy cái dây kéo của thằng cái dây kéo này độc thiệt á. Dây kéo này không có đụng hàng, chưa bao giờ em gặp cái dòng dây kéo này luôn á. Đây, cái dây kéo mà như cái khóa lựu đạn á. Đây anh em cũng thấy nguyên một cái miếng da của nó nha. Mà dây kéo này tự nó gập anh em này, thả ra nó gập lại, thấy chưa? Em kéo. Anh em mà không thích được kẻ ra cái tà quần của nó này. Về chưa? Đó, nguyên cái quần xẻ ra vậy luôn. Đó, cái ruột trong anh em dòm cái ruột trong. Nó là cùng ba lớp. Ba lớp như nãy em nói là một lớp trong, lớp ngoài và giữa một lớp lớp nệm. Lớp mút, lớp nệm gì đó. Cái rồi, cái da nó đứt rồi nhưng mà tay cầm vẫn còn ngon lành. Nó ở đây là ba cái bộ dây kéo, một bộ, hai bộ, đây bộ nữa là ba nhé. Bộ nữa là ba. Còn đây nữa, hai bên hông nữa là 5. Rất là đỉnh nha anh em. Rất là đỉnh nha. Rồi, ta review từ thân này. Nói chung là chỗ này nó có một chút dơ nhẹ nhẹ anh em ạ. Dơ này dơ đất thôi. Một chút dơ nhẹ nhẹ đây nha. Về giặt đó là bóng lưỡng à. Vì hàng này là xưa lắm rồi đấy. Ở đây cũng có một vết dơ nữa này. Quan trọng là cái bo này còn nguyên hay không này. Bo vẫn còn ngon nha anh em. Anh em nào sưu tầm là chơi con này ha. Ở dưới này bị lủng mất một lỗ rồi. Con này gọi là sưu tầm ha. Đấy, Philot G8, Philot G8. Đây lủng một lỗ nhỏ chích chích nữa. Bên này lỗ nữa này. Cái bo này là thông thường mà còn ngon lành thì hơi bị khó luôn đấy. Rồi tiếp qua bên này. Bên này cũng đều đặn và đẹp trai nhé. Màu của nó không phải màu ô liu mà nó là, anh em biết không, bạn hàng của em á, anh em chơi hội đồ lính thầm tệ mà chấp nhận giá đắt gấp mấy lần để đấu giá mua những con như thế này, này. Không phải đùa đâu. Chỗ trên này nó bị bung chỉ anh em này. Ngay cái phần đai lưng nó bị bung chỉ phần đường chân này nhá. Anh em về cho nó vào ghim lại giùm em cái. Ở đây có một vết dơ nữa. Dơ này là như nó bị nhiễm cái nước gì cho nên nó long loang này. Cái này giặt là sẽ ra. Nó bị loang anh em. Giặt nó sẽ ra ở đây này. Đây bị ướt. Báo cáo đây là kíp hàng em bị ướt. Em sờ vào đây bị ướt. Ướt từ đây lên ha. Bị ướt. Bên này cũng vậy. Chỗ này nó nặng thiệt. Con này phải 4 kg. Ở đây nó cũng bị long loang này. Anh em nhìn thấy không ạ? Đấy, nó dơ dơ loang loang này. Về anh em mà giặt thì ra hết á. Mấy cái vết này nó không có cứng đầu đâu. Rồi, hết. Con này cũng được 95% nữa thôi. Nói chung là được như vậy là đỉnh lắm rồi. Con này em bán 3,5 triệu mã 33, 4 kg nha. Ai mà yếu thì đừng có quất con này, chắc là xỉu á. Nó nặng thế bà nội luôn. Cái một con satin cộc tay ấy. Cộc tay này là nó cắt chứ không có con satin. Ít khi có con mà còn đúng là nó rin cộc tay đâu.
vai 46 ạ. Dài áo 76. Đấy em mà bệnh con này là giờ bệnh áo vào là hơi bị khó đấy. Điều điều đẹp đẹp chút nhưng mà rồi không có xong. Đấy, chơi vậy luôn nó thành áo thì mới 98% nha. Áo này rất là mới luôn, xanh lè. Mấy con này hôm qua em có bán một con quần 2 triệu mấy đó. Nó y hệt vậy luôn. Con em bán 1 triệu 3 mã 37. 1 triệu 3 mã 37 tem này. Cho anh em dòm cái tem này. Còn xanh ngát nha. Đời 74. Còn mũi kẽn xanh và đanh. Đẹp nha nhé. Anh em về ủi phát nữa là hơi bị đẹp luôn. Hai tem rin này. Chất như nước cất. Con này là vì cái gì dính một chút dơ đất nhẹ nhẹ, dơ gì đen đen đây này. Mà trong cái đồ lính nó hay quệt cái màu đen lắm anh em ạ. Như phòng hóa, mấy cái áo phòng hóa nó hay bị lẻm quá. Rồi, có một con quần Navy Seal. Có một con quần Navy Seal nha nhé. Em sẽ cho cái cam này ra chút, nó lòi cái quần mất. Quần Navy Seal chất vải caro có một tem rin này. Bụng quần nó là 72 và căng hết cỡ mới được 80. Mới 98% nha. Bữa nay được có một cái quần Navy Seal thôi này. Dài quần 102. Mới 98% nha em. Dây chạc còn. Hàng Navy Seal nó rất là đắt nha em. Con em bán 1 triệu rưỡi mã 36. 1 triệu rưỡi mã 36 ạ. Một cái quần nỉ short hàng thế chiến nha anh em. Con này hàng thế chiến. Ôi con này của Pháp. Con này của Pháp. Năm 1957. Con này năm 1957. Pháp đâu, của Mỹ chứ Pháp đâu. Con này hàng nỉ short giả. Năm 1957 nút dẹp màu nâu nha em. Con này quá xưa rồi. Gọi là đời 5X. 5X. Màu cổ úa. Đều màu không rách lũng. Mấy con này mà qua bên Facebook mà bán một phát là rồi đời này. Rất là nhanh và lẹ. Đẹp lắm anh em ơi. Con này hàng xưa mà còn được như vậy là hơi bị chuẩn luôn. Con này em bán rẻ nha. Em bán con này là em bị lắc này. Em nói thiệt, con này nếu mà em qua bên kia em bán anh em là 1 triệu 2 cứ ngắc. Nhưng mà em bán cho anh em ở đây là 900 ngàn mã 26. À mã 20 này. Em nói thiệt nguồn. Em nói thiệt anh em á. Cái này em mà qua em bán phát là giá đấy là cứ ngốc luôn á. Tiếp một con mắc ca. À một con jacket. Jacket nha anh em, ở trong này có cái mũ này, ở trên này là dây kéo đồng đen ha, tay cầm bằng da. Con này xanh đẹp luôn. Nó là đời 54X. Có chỉ có 3 số thôi. À con này đời 5X chỉ có 3 số thôi. 965. Nếu mà 6X nó là 4 số. Con này chỉ có 3 số thôi. US Alpha nha em. US Alpha. Trong này thì chất vải búp lin này. Jacket nha em. Dài áo là 80. Xanh. Trước này xanh lè luôn. Con jacket này thông thường ít khi gặp được con mới lắm nha. Toàn là con rách lũng bán giá mấy trăm nghìn không à. Con này mới 97, 98 luôn. Mới và đẹp. Quá đỉnh luôn. Chơi con này là ai mà sưu tầm chơi con này đỉnh này. Mới kem xà beng. Rồi con này anh em 75-80kg. 70-80kg. Chất vải của nó thì y hệt như M65 luôn anh em.
nó cũng là hai lớp, cũng là dây rút trên, dây dưới không có dây rút nha, có dây rút ở trên này thôi này. Rồi ai thích chốt con jacket này chốt giùm em 1.9 mã 29. Ở trên này anh em không sử dụng, anh em cần mũ vẫn đưa mũ trụp lên được, khi nào không xài nữa bung ra. Rồi tiếp một con quần kaki tem vàng, nó là bụng 86 là căng hết cỡ thôi nha, còn trung bình là 84, 84 thì đẹp, còn mà căng hết cỡ mới được 86 thì nó rất là kích. Dài quần 108, dài quần 108 tem vàng nhé. Mấy này là hàng của Mỹ à. Con này ở đây nó cũng hơi ố ố một chút rồi. Đó, cái phần này hơi ố hơn một chút. Nói chung là nó xuống màu, phần chỗ này không có được đẹp cho lắm, nhưng mà hơi nhẹ nhẹ thôi, hơi nhẹ nhẹ thôi nhá. Còn cái phần mông này, em nhìn chỗ này có mấy cái chấm, mấy chấm là kiểu như màu của nó không có đều. Mấy chấm này là dính dơ, dính dơ, màu không đều, có nghĩa là bị dính dơ nha em. Em nhìn kỹ này, dính dơ, chứ biết giặt dơ ra thì đẹp, do bị dính dơ thôi. Rồi con này là cũng 90-95% rồi. Em bán con này 700.000, 700.000 mã 26. Này là Canada, là anh à, gì màu xanh ô liu, là anh em vừa tới Tết anh em no luôn á. Rồi tiếp một con multicam, con này mới là độc nha. Một con multicam lưng của quần, cho anh em dòm này. Rồi con này là bụng 86, hai cái mỏ này vẫn đang còn nguyên nha nhé, thông thường là nó mất hết. Dài quần 110, quần của bán tỉa. Ở đây đang còn cái mỏ, nhưng mà đằng trước thì đều đẹp. Ở đằng trước thì nó bị mạng như thế này rồi anh em ạ. Tức là ống này, ống đường chỉ này này, nó bung ra, ông đạp một đường mới, và đây ông mạng dít dắt, màu chỉ khác. Nếu như mắt thẩm mỹ mình thì mạng cái đường chỉ này thì đẹp hơn, phải không ạ? Màu nâu thì không ai nhận ra được. Và đây ông mạng đây nữa này. Đấy, quần thì đều đẹp hết, cái mỏ nha. Đây là mấy cái quần trước mà nó mất, là còn cái này lại này. Còn con này vẫn còn thì nó chui vào đây vậy thôi. Con này mạng rất là nhiều rồi. Cái dòng bánh tỉa này mà là đắt nhất. Còn cái dòng mà bỏ cái bọc ở dưới lên thì nó rẻ hơn. Ở đây thì nó mạng này, anh em nhìn kỹ giùm em nha. Đây là nó mạng nha. Đó. Bên này cũng có một vết mạng nhỏ xíu xíu nữa. Nhưng mà cái quần, mấy quần trước em cũng hay nói anh em là cái thằng bánh tỉa lúc nào nó cũng có cái miếng dán này để nó ôm lại cái bả gối, để cái thao tác này khi mà nó bò. Cái quần này là hay quỳ nhất, cái dòng bánh tỉa này là hay quỳ một gối, bắn khi nào cứ kích 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 vậy này, chứ không phải là nằm bề mà bắn như bộ binh mà nằm mà bắn, hay là kê đầu gối lên mà bắn một chỗ đâu, cứ đi đoạn bắn phát, đi đoạn bắn phát. Rồi con này giờ bao nhiêu phần trăm, quần thì đang còn đẹp đều màu, chỉ có bị mảng thôi. Giờ phần trăm cho anh em quyết nha. Em bán con này 1.5 triệu mà 30. Cái thằng bánh tỉa này nó mà lành lặn đẹp trai là anh em biết con này không có rẻ đâu rồi đó. 1.5 triệu mã 30, hàng sưu tầm, hàng hiếm nha anh em. Tiếp một con satin này, xanh và đanh anh em, màu xanh xám, bụng 88. Con này mới nhưng mà xanh xám nha. Dài quần 106, nó là màu xanh xám, anh em lưu ý giùm em ạ. Con này lại có một cái khuyết điểm, anh em nhìn vậy cho dễ nhìn này. Tức là ở trên cái đường vải của nó bị nổ á. Màu của vải không đều,
Cái này là lụi dệt chứ không phải lụi của nhà, không lụi của vải, không không phải lụi của đồ đâu nha nhé. Anh em nhìn lại kỹ giùm em một cái này. Đó, anh em nhìn thấy trắng trắng đúng đúng không? Đây gọi là sợi chỉ bị lỗi. Còn quần thì ngon lành. Quần thì ngon lành. Có mấy cái góc này nó cũng có một chút trắng trắng thôi. Xanh đều. Xanh đều như nhé. Rồi. Cái đường bên này á, thì là đây là cái đường may nhé. Cái đường may nó bị nổ nổ như thế này thế này. Rồi quần này còn 96%, thực sự nó còn mới lắm á. Nhưng mà do như vậy thì em lại cho là 96%. Rồi 36 x 31 đời 73. Tem còn mới kẽn này. Nếu như mấy cái vết đấy không không hiện lên thì cái quần này nó nằm ở tầm 98% đấy. Mà mấy cái đường nổ nổ này không biết là cái này để em phích này. Đấy, bích thì nó đứt. Nó nổi lên một chút vậy đó. Rồi. Ai chốt con này chốt giùm em nha. 1.900.000. Con này hôm qua mà mới kẹn như vậy em bán 2.500.000 đó. Hôm qua em có hai quần, hai anh chốt luôn. Nhưng mà cái quần này đặc biệt nó là bị lỗi nhà sản xuất một chút, cái đường dệt vải. Con này 1.900.000 mã 31 ạ. Mới nha. Bảo mới đẹp luôn. Tiếp một con satin xanh đanh. Con này là bụng 90 ạ. Bụng 90. Dài quần 100. Con này tem của nó thì nằm ở ngay cái này nha nhé. À, nó nằm ở đây. Dòng này là dây kéo đồng. Ở đây có chữ USA đàng hoàng nhé. Chất vải xanh đanh nha nhé. Con này là nó bị rớt lai thì về anh em ủi cho nó thẳng thớm lại giùm em cái. Và anh em giặt phơi thời gian thì nó đều màu ha. Do nó lật lai lên mà nó lật không có sử dụng nó để vậy đó. Hai bên đều đẹp, trước sau đều đẹp. Nói chung con này nếu như mà độ mới của nó thì 95, 96 là vô tư. Chỉ có cái là cái ống quần này. Anh em nhìn kỹ giùm em nha. Ống quần này là ống quần rin của nó như vậy. Nhưng mà ông này ông dài chân ông gấp bả vào trong vậy. Tới giờ bung ra thì nó có cái đường hằn. Vậy thôi. Anh em chỉ giặt thời gian thì nó đều màu. Vậy thôi. Rồi con này em sẽ bán 1.300.000 mã 32. 1.300.000 mã 32 ấy. 1.300.000 mã 32. Tiếp một quần M51. Hàng xưa nha em, bạc đều màu. Bụng của nó là 90. Bụng 90, dài quần 108 ạ. Bạc đều màu nha em. Anh em nhìn thấy quần bạc không ạ? Ở đây có vết in nút nữa này. Nói chung con này bạc tầm 93%. Nhưng mà vải dày nhé. Vải dày đều. Vải không có chỗ nào dày, chỗ nào mỏng hết á. Xuống đều màu dây kéo đuôi cá này. Đồng đỏ đàng hoàng nhé. Em dòm rất là đều ha. Xuống rất là đều. Không có vệt nào đậm, vệt nào nhạt hơn gì hết. Rồi em bán. Hai bữa nay biết gì đâu đấy. Chúng nữa. Chốt giùm em con này 1.600.000 mã 35. 1.600.000 mã 35. M51 là 4.500.000 nha nhé. 4.500.000 là đẹp á. Mà con này bán có 1.600.000 à. Tiếp một con satin này. Còn nhăn nhún mà. Con satin này là bụng 74. Ai nhỏ rồi? 74 là nhỏ nha. Size small nữa. Dài quần là 94. Em coi cái tem này. Sao trời này cứ buồn buồn ngủ rồi sao đó. Đi lại mà bắt sập.
Rồi con này 30 x 29 đời 73, tem thì mới kén nha, nhưng mà cái quần bên ngoài thì nhìn nó không có được sáng sủa cho lắm. Ở đây có một vết dơ nhẹ nhẹ này anh em, một vết dơ nhẹ nhẹ nha. Màu trắng trắng, con này màu xanh xám không phải màu xanh ô liu. Nói tóm lại là nó nhanh cho nên mình nhìn nó không đẹp trai cho lắm thôi, chứ nó không bình thường quá. Nói chung là nó đẹp. Nó đẹp mà chưa, như kiểu là đẹp mà chưa nhìn được cái đẹp của nó. Ở đây là dòng satin này, dòng vải ngang anh em, cho nên nó sẽ bị móc một sợi, hai sợi, ba sợi thì nó sẽ rút như thế này nếu mà vòng vải ngang. Còn vải đanh là không bao giờ rút như vậy nha. Ở dưới này cũng vậy này. À, nó bị rút á. Nếu anh em bận đồ này là phải cẩn thận, khi nó bị ngoắc vào nó sẽ rút từng sợi đi như thế này nhé. Vào dưới này đấy, anh em nhìn thấy kỹ ạ. Đằng sau này thì đều không có bị gì hết, chỉ có bị chút đằng trước đó thôi. Rồi con này em cũng sẽ cho là 95%. Nếu như mà nó không bị rút thì con này em cho là 96-97 đó. Con này em bán 1.4 triệu mã 24 ạ. 1.4 triệu mã 24. 1.4 triệu mã 24. Rồi một con cuối cùng nha anh em, quần lễ phục. Quần lễ phục màu xanh này này. Xanh nhìn lạ không? Rất là lạ luôn. Dây kéo này thì vừa nhựa, dây kéo nhựa nhưng mà nó hơi rít. Rồi. Dây kéo nhựa nha anh em. Em đợi nha. Bá này đẹp chứ bá? Đẹp chứ. Rồi. Con này là đằng trong này có cái chữ này thôi này. USE code nha. Nói tóm lại là không biết chữ này là chữ gì hết. Rồi ta coi cái dây khóa của anh nói được cái gì không nè. Dây khóa cũng chả nói được lên cái gì hết, nhưng mà quần này chất vải cực kỳ dày nha anh em. Cái quần này là form của lễ phục, còn không biết anh nói nó là của dòng nào hết. Màu xanh lính. Em bán trên cái quần, còn em không biết con này để nói. Bụng của nó là 88. Em không nói được cái gì hết, đơ rồi. Dài quần là 106, ở dưới lai của nó là lay lật như thế này nhá. Quần này thì 97% đồ mới. Thông thường lễ phục thì chất vải này là bình thường thôi, chất vải nỉ á. Rồi ai chốt con này chốt dùm em 600.000 mã 21 ạ. Lúc này cũng không có nói được cái gì của quần luôn. Ai ưng con này chốt dùm em nha. Em cảm ơn tất cả anh chị em sẽ qua hiệp 2. Chúc anh chị em thành công nha. Em chào ạ.